Mai cũng lên nồi một chiều sớm rồi. Rồi rồi, giờ subscribe, thương thì thương cho chót đi, ấn vào cái nút màu đỏ dưới này này, một giây thôi mà. subscribe, Ok, subscribe, subscribe. Mưa trôi cả. Từ từ để chị chỉnh lại xe mi tí. Có, em chỉ dám hát ở nhà một mình thôi. Cứ đợi lúc nào cả nhà không có ai bắt đầu mới giống lên hát. Nhiều lắm, đi tắm mấy lúc không có ai. Hát trong lúc đang mơ, mơ giấc mơ, mình trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Em thường hát một mình khi em chơi, khi đang tắm này, lúc ăn cơm xong. Hoặc là lúc vừa đi, kiểu vừa đi làm về ấy, mình đeo tai nghe xong rồi mình về mình hát luôn. Không, chị chả bao giờ thu lại đâu, vì thu lại nghe kinh lắm. Chị chỉ cầm chiếc vòi hoa sen, đứng trước gương và vừa tắm vừa hát như một ca sĩ trên một sân khấu lớn. Đấy, nghĩ mình giống như một diva vậy. Trời ơi, lỗi các bạn khán giả nhé. Ngại vậy. Hoàn toàn sẵn sàng thôi. Chắc là mình sẽ làm tốt. Mình biết mà. Thảm quá. Bắt đầu. Theo như Trang nghĩ thì cô này hát hay đấy. Cô này hát hay. Hát hay. Vì sao? Gương mặt đó rất là chất. Cái khẩu hình này thì không phải là của người hát hay. Tất cả mọi thứ từ cách nhả hơi về khẩu hình học thì rất chung là em đoán là bạn này hát hay. Trông mặt sáng sủa chắc cũng biết hát đấy. Anh này là đóng giỏi này, đưa giỏi, đẩy giỏi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Cảm giác là bạn ấy biết hát nhưng mà hát không hay. Thấm ướt lệ sầu môi đắng. Đáng nghĩ chỉ là diễn lắm. Thôi, diễn đúng để rồi, giấu thôi rồi. Đánh lạc hướng chúng ta. Vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bơi anh nhìn. Em nãy giờ là hoàn toàn không có hát gì hết em. Đọc. Em đọc. Bởi vì sao hát? Như thế nào là hát? Hát là phải có trường độ, có cao độ, có cường độ để tạo nên âm thanh. Mà em hoàn toàn không có cái độ nào ở đây. Em là không độ. Tình cảm thâm thầu thấm lâu, em nào ngờ. Các anh chị tin em chưa? Mình hợp nhau đến như vậy. Tao vẫn live stream. Tao vẫn live stream. Thế nhưng không phải là yêu. Em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn chót vô tình. Thương em như là em gái. Sai sai. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu. Đừng mảnh đất. Càng xa anh càng trông giống thành đứa đầu và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Hôm sau ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần hiền gió. Giọng nó cứ khàng khàng thế, hát được không? Các cụ cũng đã nói rồi là hát hay không bằng hay hát. Với lại em cũng đã có một thời gian dài để luyện giọng. Thì cái xu hướng mà em đi tới có nghĩa là hát khỏe và sẽ tập vũ đạo thật là tốt, trình diễn thật là tốt. Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho. Giờ mây đen quyền thanh bao dòng tố đang dần kéo đến.
phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi hơi trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Nhìn trên cao bầu trời yêu mến lá dành cho anh. Giữa mây đen quyền thanh bao dòng tố đang dần kéo đến. Trời non hào hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lên. Trong giấc mơ buồn.